Chào anh em nhé. Hôm trước mình có mua một cái cây hải châu của bonsai kết lối đam mê này. Là mình mua mấy cây sam trái với lại cây sam bông với lại mấy cây hải châu ít sam trái. Cái cây này là cái cây nó bị suy cây. Hôm trước về nó vàng hết lá như này. Đấy. Ở trong cái chậu này. Thế là hôm nay mình cho ra vườn rồi mình phục hồi, mình tưới Atolix xử lý nó thì hôm nay nó hồi lại, thì mình thấy bắt đầu có hiện tượng bật lọc lon hồi lại. Hôm nay mình quyết định mình làm cái clip này mình review cho anh em tiện, thì mình sang chậu luôn cho nó để sang chậu luôn cho cái cây hải châu nó phát triển, nó có lọc để cho nó phát triển, chứ để cho cái chậu bé quá nó không có vừa rồi mình đã chuyển cái chậu bé đó sang cái chậu này. Mình tiện đây có tí sỏi nên mình sắc gốc và để sau này tưới cho nó đỡ trôi đất. Mình sẽ chỉnh sửa lại cái cây hải châu này. Rắc tí đá đây cho nó vừa giữ đất vừa vừa mát mát gốc. Tranh thủ tí buổi trưa làm clip này cho anh em xem cho nó vui. Vừa bây giờ thì đấy, sau khi mình cắt chậu xong thì cái cây này nó rất là tùm. Mình quyết định mình điều tiết lại cái tay tán cho em nó. Hôm mua về thì họ cũng đã vào kẽm rồi, đã vào một lớp kẽm rồi, nhưng mà nó do vận chuyển rồi do các thứ là nó cũng tinh dung rồi. Cây này bất đi cả, không thể bất đi được, không thể khắc phục, mình sẽ khắc phục lại. Nó thật là cái tay tán của nó thì nó cũng có vẻ là người ta làm theo cái lối là cái răm ấy, cái răm chi mà nó mọc như này thì mình bấm thôi. Lá rất đẹp, lá ok. Mình sẽ bấm đi và mình định hình lại cái cây này, chứ để nó lằng nhằng như này thì có vẻ là không ổn. Chỗ nào mình cảm thấy để được thì mình để, không để được mình cắt đấy. Ví dụ như cái tay này, tay này khả năng mình sẽ bỏ đi, chứ mình cũng không để cái tay này. Họ làm cái lối họ làm của họ đó, nó quá nằng nhằng, quá nhiều tay cả. Cây nó không được thoát cái cây. Thì nó cứ dối, cứ tinh cái bù. Đấy. Tay này họ nuôi cũng được hơn năm rồi, được cái tay này. Nhưng mà họ phải cắt rất đi. Không để được là không để. Những cái cành này nó bẻ rớt xuống.
cũng nên tầm nhiều tay tán quá. Bây giờ chúng ta cứ bấm nó đi, để cho nó một thoáng cái cây. Rồi chúng ta lùi lại, định hình lại thì nó sẽ ổn được. Chứ để nhiều cành lá và tay tán quá thì nó rồi cây nó không có ra sao. Đây là mình tiếp tục rồi cho đỏ xuống một chút. Đấy. Đấy. Cắt đây sau nó ra cái chốt mới này xử lý lại. Cây nó cảm giác bây giờ nó cây cảm giác bây giờ nó rất là thì cái cành muốn hồi đầu mình cũng tôn trọng cái cảm. Sau đó mình tay dưới này cách chia ra làm ra cái được một cái tay dưới này. Rồi đến cái cành hồi đầu là nhìn nó rất là rối rắm, cho quá nhiều kẹo. Cho nó không đúng cứ uốn à, cho nó quấn nhạt thảo cây luôn. Lại mất công phải tháo ra như thế này. Thay vì những cái sợi kẽm bé bé này, họ dùng những cái kẽm lớn làm một đường, thì sau này thì cả nó có thay đổi, tháo kẽm thì nó cũng ok hơn. Và đây làm toàn cái kẽm như kiểu cứ được tận dụng là làm thôi, chứ còn không theo một cái chuẩn mực. Một cây hải châu như này mà để những sợi kẽm nó làm hỏng cái cây luôn. Châu nó mọc nhanh, nó phát triển nó nhanh không.
chịu khó chăm sóc nó thì nó phát triển cũng nhanh, không có gì là khó khăn rồi. Và hôm nay mình tháo nước kẽm rồi xử lý lại toàn bộ cái phần thay tán. Sẽ cố gắng mình tháo cái kẽm này ra cho nó cây nó hồi lại, nó hồi lại một cái vị trí tự nhiên. Cây châu khi mà nó tháo tung ra cái thai châu tháo hết ra, tháo hết ra các bạn làm lại, sẽ lọc những cái chi mà nó vào cả cái này để lại. Ví dụ như cái đường thân nắp này, sẽ làm ví dụ cho các bạn xem cái đường thân nắp ở các bạn đơ. Mình sẽ vào kẽ vào các bạn đơ này cho các bạn để ý. Sử dụng cái đoạn đường cho các bạn xem nhé. Bắt đầu sẽ quấn gãy này, gãy luôn này, gãy luôn này, thế này
gãy, cho nó gãy. Gãy thì cũng không phải bắt đâu, nó theo cái ý của mình. Cứ bẻ thằng căng ra thôi, cũng để gãy thôi. Mất cầu. Mất cầu sức ở. Chốt bể rồi thì cho nó đi luôn. Tàn hậu trên một tàn và hết mình sẽ cứ đổ phá cái này. Cắt mưa thì tên là cắt
không ạ? Các bạn cảm giác như là lâu nhưng mà mình thấy là Hải Châu và nuôi nhé. Keo sẹo cái cắt nữa là em ra lắng phơi vài hôm nữa là em mới lại bung lụa, không có gì cả. Những cây đẹp thì phải cắt lại cây. Keo sẹo người ta không dùng, làm sao mà cây nó thành cắt tỉa cây không bao giờ cho một tí keo sẹo là vào thân luôn này. Và những cái đầu cắt này không phải là chuyên nghiệp, chỉ là hàng sáo thôi. Và những nắng mệt ngợn tí xong bắt đầu đem lên là live stream này, lấy tiền thiên hạ. Những cái vết keo sẹo này không đáng bao nhiêu tiền mà làm không phải là bôi để đôi cây nó mất sức. Đấy là không phải là người biết chơi cây, chỉ là buôn đi bán lại thôi. Sau khi mình quyết định trồng chảm lên này, mình chảm xong thì nó chỉ còn lại có thế này thôi. Mình nuôi ba nhánh này thôi, nuôi cái ngọn này và nuôi hai cái tán sau, hai cái tán sau này. Đấy. Đấy, những cái chốt nó mọc ở trong gầm này là phải cắt đi này. Đấy, chứ cây nó phải như thế thì nó mới biết cái độ co lắc của thân là nó mềm mại, chứ không phải là tự bẻ bã đâu là cắt. Đấy. Vào kẽm rồi, ok chưa? Đây, nuôi cái chi tử bên dưới này cho nó sò nó lớn lên nó đẹp.
chào anh em nhé.